mọi người, lại là mình May đây. Thank you, do you wanna say hi? Hello mọi người. Đấy, hôm nay bọn mình đang đi quay cái này, mọi người sẽ biết sớm thôi. Và tranh thủ là đang ở một studio xinh xắn như thế này thì mình sẽ muốn quay vô một cái video. Video ngày hôm nay của chúng ta sẽ là video What's in my bag. Thì thực ra đây là version tote bag. Vì mình đã từng quay một cái What's in my bag phiên bản ba lô rồi, ba lô đi học ấy. Đấy thì ngày hôm nay mình sẽ quay cái phiên bản túi này. Bởi vì dạo này mình cũng không đi học trên lớp nhiều, mình chỉ đi học online thôi. Nên là nếu mỗi khi ra ngoài thì mình sẽ mang cái túi nhỏ nhỏ như thế này thôi. Đấy, nhưng mà thực ra nhỏ nhưng mà mang rất là nhiều thứ. Thì các bạn mà có xem cái video What's in my bag trước của mình thì biết là mình một đứa mang rất là nhiều đồ. Thật sự đồ không cần thiết đâu. Nhưng mà ở đây, cái túi mình trông như thế này mọi người ạ. Nó rất là... có một hình quả lê. Và chất nó kiểu vải thô ấy. Nhưng mà cũng rất là bình thường thôi, không có gì cả. Như thế này. Nhưng mà đeo lên thì nhìn nó sẽ... nhìn nó sẽ kiểu... ban đầu ấy thì nó không có cái khuy bấm như này đâu. Mọi người này, mình đang có một cái khuy bấm như này đúng không? Nhưng mà lúc đầu ấy thì nó không có cái khuy ấy đâu. Và người khâu cho mình chính là Tống Kiu. Tên. You made this. Yeah. Yeah. Đấy, cái này bọn mình đã mua ở Daiso và Tống Kiu đã khâu cho mình lại vào như thế này. Đấy, để đồ nó bị rơi ra ấy. Thì bình thường thì mình sẽ mang một cái laptop nữa, mà ngày hôm nay mình đi quay mình không hề mang laptop nên là mình đã không mang theo. Mà laptop của mình là MacBook Air nha mọi người. Mình dùng ở tầm 4 năm rồi ấy. Rất là nhiều bạn hỏi mình là nếu mà học truyền thông mình dùng MacBook Air được không? Thì mình phải nói là nó không ổn lắm, bởi vì kiểu nó không đủ mạnh, mình cảm thấy thế. Hoặc là tại vì máy mình đã lâu rồi. Thì mình khuyên mọi người là nên nếu mà muốn dùng MacBook ấy thì có thể là tham khảo MacBook Pro nha. Mình sẽ lấy cái này đầu tiên đi. Đây là cái tập được bài kiểm tra thôi, chẳng có gì cả. Đây, tập bài kiểm tra. Đây là cái khung để mình vẽ storyboard để làm cái mảng chuẩn bị trước khi làm video ấy. Đấy. Thì chung là mình cũng chẳng có gì cho mày đâu, tại vì cũng mới đi học lại mà. Đấy, ok. Hộp bút mình nó đáng ra nó phải ở trong một túi này mọi người ạ. Ui thôi, lấy hộp bút ra luôn nhá. Đây, hộp bút đây. Mình sẽ mang theo hộp bút của mình, tại vì mình rất là thích viết sổ ấy. Nên là lúc nào mình cũng phải mang hộp bút theo. Thì hộp bút của mình là đây. Thì hộp bút của mình trong này mọi người ạ. Đây là hộp bút Muji của mình. Đấy, mình mua ở Muji nha. Đấy, thì mình có dán ba cái sticker ở đây tự trang trí vào. Mình tên. Trong hộp bút của mình ấy thì sẽ có ở đây là có bốn cái bút nhớ rất là xinh. Mấy cái màu đẹp dã man ấy, kiểu nó hơi nhẹ nhẹ pastel ấy, kiểu đấy. Đấy, bốn cái bút nhớ này. Và có hai cái bút nữa là một cái bút chì kim màu xanh nước biển rất là đẹp. Và một cái bút máy màu tím. Đây là cái bút máy rất yêu thích của mình, được tặng. Được yêu tặng luôn. Bút máy bút bơm mực nha, không phải bút là bút bi đâu. Đây là cái bút khá là xịn sò và nó rất là xinh, thì nó màu tím ý, nên mình rất thích nó. Trân trọng nó cả đời. Thì chung là còn một hộp tẩy với cả một cái thước kẻ này với cả hộp ngòi chì thế thôi. Thế là hết cái bút này. Đồ tiếp theo của mình sẽ là hai cuốn sổ này. Tại sao mình lại có hai cuốn sổ? Tại mình rất là thích viết sổ. Cái cuốn sổ nhỏ nhỏ này là mình mua ở Muji nha mọi người. Còn cái cuốn sổ này mình mua ở Daiso. Cuốn sổ này rất là xinh mọi người ạ. Tên. Nó kiểu phong cách Hàn Quốc cổ xưa ấy. Đấy. Màu vàng. Và đặc biệt là mình rất là thích cái chi tiết là cái chữ notebook của nó là kiểu ánh vàng ấy. Đấy. Thì cái cuốn sổ này thì mình viết những công việc cần làm này. Viết những cái ý tưởng mình có. Mình lúc nào mình có sổ, tại vì nhiều khi mình có ý tưởng nhiều mà mình quên mất ấy. Thì mình sẽ phải có cuốn sổ mình ghi chép lại. Mình viết cũng khá là nhiều. Cái quyển sổ này mình viết gần hết rồi nên là mình mới mua cái quyển vàng vàng này này. Đấy, để lúc nào cũng cần có sổ để viết. Nên là phải có hai quyển sổ. Cái túi này mình quên không cho mọi người xem. Cái này còn có một cái ngăn nhỏ nhỏ này. Nhưng mình cũng chẳng đụng gì vào đây cả. Nhưng mà nó khá là hay. Đồ dùng tiếp theo sẽ là một cuốn sách tại mình đang đọc. Đây là cuốn dịch ra tiếng Việt là Giết con chim ngại. Là một tác phẩm rất là nổi tiếng và rất là kinh điển đúng không? Thì mình đang đọc được đến đây rồi. Đây là cái kẹp sách của mình, mà thực ra nó là một cái bao bì của washi tape ấy. Ví dụ mình thấy nó xinh quá mình giữ lại làm kẹp sách. Thì đó, cuốn sách này thì mình nghĩ là trong tuần này mình sẽ đọc xong cuốn sách này, vì mình đang có một cái mục tiêu là mỗi tuần đọc một cuốn sách, nên là mình nghĩ là tuần sau mình sẽ review cuốn sách này nhá. Tiếp theo mình có chính là cái kẹp tóc như thế này. Cái kẹp tóc này thì nếu mọi người để ý thì cái kiểu dạng màu mình thích ý là kiểu màu xanh nước biển này, màu tím này, mình cái màu kiểu như này này. Đấy, thì đây là một cái tóc màu dạng này rất là hot ở Hàn Quốc mọi người ạ. Cái cách kẹp ý thì nó khá là giống các mẹ các bà mình hay kẹp hồi xưa ấy. Người ta lại chuộng cái style đấy. Như này, nó kiểu không chắc nhỉ. Đấy,
Kiểu style nó sẽ là kiểu 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 dạng như thế này mọi người. Mình cũng kèm hơi xấu tại vì đang hơi vội. Sắp hết thời gian, sắp bị đuổi ra khỏi studio rồi. Nên là phải quay nhanh. À, cái túi này tiếp theo là cái túi quan trọng nhất trong cái túi này. Là một cái túi nhỏ hơn, mà cái túi này là cái túi quan trọng nhất. Và style của mình thì lại trong suốt các thứ mọi người biết rồi đấy. Trong suốt. Và đầu tiên thì cái túi này nó chỉ là một cái túi trong suốt thôi, nhưng mình đã dán thêm mấy cái hình sticker mình thích vào. À đó, đây mới là mặt trước này. Đây mặt trước mình đã trang trí thêm mấy cái huy hiệu này. Nói chung là nó cũng nhìn rất là buồn cười, nhưng mà mình thấy nó cũng cute ấy. Thế là mình đã treo thêm một cái móc chìa khóa này. Đấy. Thì đầu tiên ở đây sẽ có là cái này để mình xịt khuẩn. Cái này là nước rửa tay. Nước rửa tay mình đã chiết ra từ cái lọ to của mình. Rửa tay hoặc là khi mình đi cà phê thì mình sẽ xịt xung quanh để giết corona. Đây là một cái dây buộc tóc. Hôm buộc tóc hơi nóng quá. Đây là dây buộc tóc yêu thích của mình. Nó rất là mềm và không hại tóc ý. Mình sẽ buộc tóc lên nha. Ok, buộc lên cho nó gọn gàng. Tiếp theo sẽ là cái đựng hộp đựng thuốc. Dạo này mình hay uống vitamin tổng hợp ý. Mình có hộp này, một ngày 3 viên. Tiếp theo sẽ là một cái luộc. Cái luộc nhá. Mình rất là quan trọng việc là đi ra đường phải có luộc ý. Đấy, có luộc để chải tóc cho gọn gàng, với cả có gương này. Đấy, rất là tiện đúng không? Xinh cực. Mọi thấy xinh không? Đây là giấy ăn. Giấy ăn, một cái túi giấy ăn. Đây là một cái túi giấy ăn để dùng khi cần nha. Và đây là một cái mà mình thấy rất là thích. Đây là kem chống nắng mọi người ạ. Nhưng mà nó lại dạng cushion ý. Để mình có thể apply lại kem chống nắng sau khi mình đã ra ngoài đường tầm 2-3 tiếng. Thì lúc đấy nó sẽ... Vì mọi người biết là kem chống nắng thì nó không giữ được cái hiệu quả lâu như thế. Thì mình sẽ apply lại rất là dễ. Chỉ cần apply lên mặt thôi. Để chống nắng. Dạo này mình hay sợ già lắm mọi người. Nên là mình phải mua cái này tại vì nó rất là tiện ý. Mình định mua kem chống nắng dạng bột nữa cơ, nhưng mà mình vẫn chưa mua. Cái này khá là tiện. Để apply lại kem chống nắng. Đây là những bạn da dầu như mình chắc chắn là phải có rồi này. Đây là giấy thấm dầu, giấy ten ten. Cái này là của Etude House. Loại này rất là rẻ nhưng mà nó cũng tốt bình thường thôi. Tiếp theo là son bóng mình yêu thích. Mình rất là thích son bóng nhưng mà kiểu mặt cũng không hợp lắm ấy, chỉ thích thôi. Đấy, đây là một cái son bóng mình yêu thích nha. Rất là dễ thương. Ồ, hay là đánh luôn không? Đánh một tí đi, đánh một tí đi. Xương xương. Trong này nhiều đồ dã man ấy nhỉ. Ba cái này là ba cái để xúc miệng mọi người. Cái này rất là hay nhá. Cái này là nước xúc miệng dạng gói. Nghĩa là khi nào bạn ra ngoài đường ấy và bạn thấy kiểu hơi thở không thơm thì mình sẽ bóc vào đây ra cho mình. Hello mọi người, máy vừa hết pin. Trời ơi. Bây giờ còn đúng 10 phút nữa ở trong này, mình sẽ cố gắng nói là nhanh nốt nha. Ok. Trời ơi. Đây là có hai thứ này. Thì đầu tiên đây là cái ống hút của mình. Mình rất là nghiện đi uống cà phê ấy, nên là mình mang ống hút theo. Đó, đây là cái ống hút inox ấy. Đấy, nói chung là sao mọi người cũng không còn xa lạ nữa rồi. Còn đây là cái khăn ướt. Còn đây không phải khăn ướt bình thường. Đây là khăn ướt diệt vi khuẩn. 99,9% vi khuẩn và corona các thứ sẽ phải ra đi khi em này đụng vào. Cái này thì mình dùng để lau những cái đồ mình chạm vào ấy. Mình thích đi cà phê mà, nên là cẩn thận vẫn hơn đúng không? Cái này mình mua ở Daiso cũng rất là rẻ, có mỗi 20.000 Việt Nam đồng thôi. Thì tiếp cái này thì mình đã từng xuất hiện nó đã từng xuất hiện ở trong cái video nào đấy của mình rồi, kiểu một cái vlog ấy. Thì đây là cái thơm lã man ấy. Cái này là mist, nhưng mà cái này xịt lên tóc được. Bình thường những cái mist bình thường ấy thì mọi người sẽ xịt lên người đúng không? Và nếu mà dùng cái bình thường xịt lên người mà xịt lên tóc nó sẽ bị khô tóc. Nhưng mà cái này là hair and body nên là dùng cho tóc cũng được. Tóc mình đang buộc nhưng mà mình vẫn cố xịt. Đấy, ôi thơm quá. Thì vừa nãy mình còn chưa giới thiệu hết cái túi này đúng không? Đấy, mình còn chưa giới thiệu hết cái túi này, mình đã sang phần khác rồi. Cái này thì đây là cái lọ nước hoa tự làm của mình. Nghĩa là gọi là nước hoa dạng sáp tự làm. Thì mình chỉ pha vaseline, dầu dừa với cả cái nước hoa của mình có thôi. Mình pha với nhau. Và cái này nó cũng có mùi thơm nhá. Và bởi vì nó dạng sáp ấy và nó có vaseline thì nó sẽ giữ trên người mình khá là lâu.
Wow, cái này cũng thơm, cái này cũng thơm lắm mà đấy. Thấy mọi người nhận ra mình thích những cái thơm đúng không? Cái này là son giữ môi mà mình chỉ dùng khi đi ra ngoài. Tại vì thực ra cái hãng này nó cũng, mình thấy cái son giữ môi này cũng không có gì đặc sắc ấy. Nhưng mà chỉ có một cái là nó có SPF 30, là cái son giữ môi có độ SPF cao nhất mà mình từng thấy ở những cửa hàng xung quanh ấy. Khi mình đi mua son giữ môi có SPF để mình chống nắng cho môi ấy, thì cái này là có SPF 30 là cao nhất nên mình mới mua. Đấy, thì mình chỉ dùng nó khi ở ngoài thôi. Tại vì mình thấy là cái độ dưỡng ẩm của nó cũng không quá là cao ấy, nó cũng ổn ấy. Đấy, thì đây là son giữ môi của mình. Đây là dễ thương, dã man ý, kiểu mắc cute luôn. Đây là cái nước rửa tay Thái Dương mọi người ạ. Mẹ mình cho mình ở Việt Nam đấy. Đây, đấy, Thái Dương. Người Việt dùng hàng Việt nhé. Yeah. Nó cute nhở? Ủa, nó bé tí ấy. Đấy, vậy là hết cái túi này rồi. Ok. Và... đây là hóa đơn tiền điện nhà mình. Ừ. Mình mang đi để trả ấy. Tại mình hay quên. Đây là cái vitamin C. Tại sao nó trong túi này mình cũng không biết nữa. Nhưng mà tại vì mình có một cái hộp vitamin C được tặng ấy, nên là mình cứ cho tất cả các túi. Vì đấy, lại vì dịch, tăng cường sức đề kháng. Đây là điện thoại của mình. Không phải thiếu nó được, mình dùng điện thoại rất là nhiều. Và mình đã tự làm cái ốp này đấy. Đó. Điện thoại mình là iPhone X. Mẹ mình cho mình, mẹ mình lên đời nên mẹ mình cho mình ở đấy. Đây là kẹo, kẹo bạc hà. Mình rất là bị ám ảnh bởi sự thơm miệng và sự răng trắng ấy, nên là mình mua này để mỗi lần ăn xong mình sẽ ngậm để cho nó thơm miệng. Nhiều đồ nhiều, nhiều đấy. Cái này thì mùa đông mình nghĩ là mình không cần dùng nhiều ấy. Cái này mình mua từ kiểu rất lâu rồi, mình không dùng nhiều ấy. Tại vì hàng ngày thì mình đều gội mái, nhưng mà mình rất là ám ảnh cái việc mái bị bết ấy, nên là mình mua cái này chỉ để xịt cho mái thôi. Nếu mà mái mình có dính dầu, tại vì mình da dầu mà, nếu mà có dính dầu mà bị bết thì mình sẽ xịt cái này ngay lập tức thì nó sẽ hết bết. Đây là dầu gội đầu khô nha. Đấy, hàng này rất nổi tiếng rồi, không có gì để nói nữa. Thì cái này là cái ví của mình. Đây là cái ví mà chị Tion tặng cho mình. Và mình đã dùng được một năm rưỡi rồi đấy. Nó rất là xinh. Cái ví này của Victoria's Secret ấy, nó đã cũ rồi nhưng mà nó vẫn có cái độ đẹp của nó. Ừ, thì nó màu hồng và nó lấp lánh giống kiểu mình thích nữa đấy. Và ở đây thì có một cái AirPods của mình, là cái tai nghe không dây để lên tên lại màu hồng. Ok, còn một thứ cuối cùng đó chính là son yêu thích của mình dạo gần đây. Đó chính là, không phải dạo gần đây mà là từ rất lâu rồi thì đúng hơn. Tại vì mình luôn luôn thích son của hãng này là, mình đọc là Rom and Andy, nhưng mà nhiều người đọc là Roman. Nhưng mà đấy, cái hãng này này thì chung là mình thấy son của hãng này nó không phải là giữ màu kiểu không lâu trôi ấy, tại vì nó không phải son lì ấy. Mà ngay cả son lì của hãng này nó cũng không lâu trôi đến thế, nhưng mà màu rất là xinh. Và mình rất là thích cái này. Cái này là Juicy Lasting Teen màu 07 Jujube. Đây, cái màu này rất là tự nhiên ấy. Mọi người dùng kiểu hàng ngày, cuộc sống hàng ngày thì nó khá là dễ thương. Mình hay dùng cái son này khi mình không make up. Vậy mình thường đi ra ngoài mình cũng không make up mấy đâu mọi người, mình chỉ có đánh son thôi. Đó, vậy là đã hết đồ trong túi này rồi. Mọi người thấy có nhiều đồ không? Mình cũng đã hết thời gian ở trong cái studio này nên mình sẽ phải dọn đồ rồi đi về thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video này. Mọi người thích video thì đừng quên like và subscribe nhé. Và nhấn chuông nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bye bye.